Hello Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách làm bánh kẹp truyền thống nè, cùng với bột gạo, một cái hương vị nước cốt dừa béo ngon nè, thơm phức luôn. Nóng thì giòn rụm rụm nè, và khi mà nguội nó mềm xốp rất là ngon luôn. Thì công thức này dễ dàng lắm, các bạn có thể áp dụng để có món bánh kẹp tráng khuôn hay là tráng chảo ngay tại nhà để thưởng thức. Bây giờ thì mời các bạn cùng xem video nha. Đầu tiên thì mình dùng 300g bột gạo lọc ha, cái loại hạt hay là loại mịn gì cũng được. Bên đây là mình có 50g bột mì đa dụng, kết hợp hai loại giúp cho bánh nó giòn xốp. Tiếp theo mình có dùng là 3 cái trứng gà nha, trứng gà loại lớn ha, để cho nó béo ngon á. Bên đây thì có muối vani nè, 200g đường thì mình thấy cái độ ngọt nó vừa ăn á. Nước cốt dừa thì mình dùng nửa lít nha, càng béo quá thì cái bánh nó càng đậm đà. Và bây giờ pha bột. Trước hết các bạn cho 300g bột gạo vô trong cái thau nè. Tiếp theo là 50g bột mì đa dụng. Rồi nước cốt dừa thì mình cho vô từ từ để mình nhồi bột nha, không có cho vô một lần. Tại vì bột mà nó hơi lỏng thì mình nhồi nó khó dậy bột lắm. Làm cái bánh này muốn cho bột nó nở thì mình nhồi cũng giống như là bánh bò vậy đó. Nhưng mà mình nhồi nó nhẹ hơn bánh bò, tại vì mình không có cần rễ tre đó. Các bạn cũng bóp đều, nếu mà thấy khô thì mình cho thêm chút, cho vào từ từ. Rồi cái mình bóp, mình trộn sơn cái ha, rồi cái nhồi. Mình thấy cái bột của mình nó vừa ẩm thì bây giờ bắt đầu nhồi nha. Nhồi thì các bạn nhồi nhẹ nhẹ từ từ vậy nè, từ 5 cho đến 10 phút. Bột của mình bây giờ nó dẻo và nó mịn dữ lắm rồi, nãy giờ mình nhồi cũng khoảng 10 phút rồi đó. Để phần bột ở đó, bây giờ các bạn sẽ đi tách 3 cái trứng gà nè. Mình cho ra riêng để mình khuấy á, khuấy cho hỗn hợp trứng của mình nó tan ra nha. Nó kỹ á, thì mình cho vào trong bột á, nó mịn hơn. Trứng đã tan hết thì mình cho vào trong bột. Tiếp theo là cho muối, rồi thêm 200g đường vô. Nếu mà các bạn thích ít ngọt á, thì có thể giảm lượng đường lại. Mà mình thấy cái lượng đường này là cái bánh nó đậm đà vừa ăn luôn á. Trộn đều lên. Bột mình đã nhồi sơ rồi thì bột nó cũng đã dậy một phần rồi đó. Bây giờ các bạn cho đường vô á, bánh của mình nó không có bị chai và mình nhồi đều. Bây giờ sẽ đánh đều trở lại nha, để cho đường nó tan ra kỹ luôn. Đường lúc này nó cũng còn lợn cợn đó. Và cái bước đánh vậy nè cũng giúp cho bánh của mình nó nở ngon hơn nữa. Rồi các bạn sẽ cho cái lượng nước cốt dừa còn lại vô. Mình đánh cho kỹ, đường tan hết thì hãy cho nước cốt dừa vô. Mình dùng tổng là 350g bột với nửa lít nước cốt dừa thì mình thấy cái bánh của mình nó vừa ngon, nó có cái độ mềm và độ ẩm xốp. Sẽ rây nó lại qua cái rây để cho nó lọc những cái bụi bặm nè, phần bột mà nó còn lợn cợn á, mình bỏ đi để cái bánh của mình tráng lên nó ngon. Tiếp theo các bạn cho ống vani vô để khử cái mùi trứng nè, cũng giúp cho cái bánh của mình nướng lên nó thơm nữa đó. Khuấy đều lên. Lúc này có vani á, phần bột của mình nó thơm lắm. Có thêm nước cốt dừa nó nghe được cái mùi béo luôn á. Quá trời hấp dẫn rồi. Và để cho bánh ngon hơn, các bạn sẽ đậy kính, mình ủ nửa tiếng cho đến 1 tiếng đồng hồ ha. Mình để ở đây nửa tiếng à. Bây giờ lấy ra rồi các bạn khuấy đều bột trở lại, tại vì nãy giờ nó sẽ bị lắng ở dưới đáy của cái thau. Khuấy đều lại xong rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tráng bánh. Nhìn ngon rồi ha, hấp dẫn quá nè. Bột càng nở thì bánh càng ngon á. Khuôn trái tim thì mình quét sơn lớp dầu nha, làm nóng cái phần khuôn trước ha. Để cho khuôn của mình nó nóng thì mình hãy cho bột vô. Đây là cái bánh đầu tiên, mình cho bột mỏng thôi. Đậy lại, rồi các bạn để ở mức lửa thấp vừa. Và mình trở cái bề khuôn ha. Bánh nó vàng đều thì mình sẽ lấy bánh ra. Nhìn ngon hấp dẫn quá ha. Nếu các bạn thích cái bánh của mình nó giòn rụm luôn á thì để lửa nhỏ từ từ, cái mình nướng cho nó vàng, thiệt là vàng thì bánh nó giòn rụm luôn. Rồi mình sẽ lấy cái bánh này ra.
Cũng tương tự, mình cũng gót bột vô. Nếu mà thích cái bánh nó dày á thì mình cho bột nhiều một chút nha, vàng vàng nó ra để cho nó phủ đều những cái trái tim này nè. Rồi cũng đậy lại và mình nướng hai mặt bánh cho nó chín. Bánh chín vàng thì các bạn muốn cái bánh dày á thì mình nướng nó hơi lâu một chút, còn cái bánh mỏng mỏng á mình nướng nhanh lắm, chút xíu là nó vàng rồi. Mà mình thích cho cái bánh nó có độ giòn mà xốp mềm ở bên trong nên mình không có nướng đến nó vàng giòn rụm. Rồi sẽ lấy ra ha. Các bạn nướng lần lượt cho đến hết phần bột. Mình sẽ lấy ra hết. Có 350 g bột thôi mà mình ra nguyên một cái mâm bánh vậy nè. Hấp dẫn quá. Bánh vừa nướng xong á thì nó giòn rụm. Khi mà mình để nguội á thì bánh nó sẽ mềm và nó xốp. Bên trong á thì nó ẩm ẩm á, nó không có bị khô đâu. Cái bánh này á thì phải mềm mềm xốp xốp vậy nè, mình ăn nó mới ngon ha. Còn giòn rụm á thì các bạn tùy thích à. Muốn giòn rụm thì mình nướng cho nó vàng đều là nó giòn rụm. Và bột càng mỏng thì bánh càng giòn. Còn mà mình cho cái phần bột nó hơi dày á thì cái bánh nó sẽ mềm ha. Làm bột một phần. Mà cái cách mà các bạn nướng cũng là một phần nữa đó. Bánh nướng mỏng á thì nó giòn. Bánh này mình vừa lấy ra nè. Cái phần rìa bánh á nó giòn rụm luôn các bạn. Bên trong á thì có bột dày cho nên là nó sẽ xốp và nó có độ mềm mềm. Rất là giòn luôn ha. Mà nếu không có khuôn á, các bạn tráng bằng cái chảo chống dính cũng ngon luôn á. Tráng một lớp thật mỏng rồi cái đậy nắp nướng cho nó vàng thì bánh vẫn thơm và nó giòn ha. Độ ngọt rất là đậm đà và đặc biệt là béo ngậy nước cốt dừa luôn. Mình cho nước cốt dừa mình ép ra nước cốt nhứt không á nên là cái bánh béo dữ lắm. Bánh béo á thì mới đúng hương vị của miền Tây. Còn nếu mà các bạn không có thích béo hoặc là giảm cái độ béo á thì mình dùng sữa tươi cũng được nữa nha, bánh vẫn thơm ngon. Bánh này á ăn không hết. Bây giờ mình sẽ cất vào trong cái túi ni lông nha, buộc kín lại thì mình dùng khoảng được 3 ngày. Nó có nước cốt dừa nhiều quá, nếu mà để lâu sợ nó hôi nước cốt dừa. Còn nếu mà các bạn thích ăn nó giòn rụm á thì nướng cho nó thiệt là vàng, rồi cũng chờ nguội bớt rồi cất vô trong cái bọc hoặc là trong cái hộp gì đó, mình đậy kín lại. Giòn nhiều á, nướng kỹ á thì mình để đựng từng lễ. Đến đây á thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh miễn phí ủng hộ kênh mình nha. Và để xem các video mỗi ngày mỗi khi mình đăng lên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.